Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ tuần văn hóa du lịch Điện Biên Thanh Hóa tại tỉnh Thanh Hóa, chiều nay tại khách sạn Sao Mai, thành phố Thanh Hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên năm 2024 và hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024. Dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Vừa Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh Điện Biên, Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình và đông đảo các hiệp hội du lịch, các đơn vị du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vừa Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khái quát những nét cơ bản về mảnh đất, con người và các danh lam thắng cảnh của tỉnh Điện Biên, nhằm giới thiệu để các đại biểu, đơn vị du lịch lữ hành hiểu rõ hơn về văn hóa, lịch sử và các tiềm năng thế mạnh đặc trưng của du lịch tỉnh Điện Biên. Bên cạnh đó, các sở ngành huyện thị của tỉnh Điện Biên cũng đã có những tham luận giới thiệu về danh lam thắng cảnh, cũng như cơ chế chính sách để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm, v.v. Đặc biệt, năm 2024, Điện Biên sẽ đăng cai và tổ chức năm du lịch quốc gia. Đó sẽ là cơ sở thuận lợi để Điện Biên hợp tác với các tỉnh thành, nhất là đối với tỉnh Thanh Hóa, trong việc xây dựng các chuỗi liên kết để thúc đẩy phát triển du lịch. Tại hội nghị lần này, thì chúng tôi muốn giới thiệu những tiềm năng, lợi thế, những dư địa sẵn có của Điện Biên trong vấn đề khai thác các lĩnh vực du lịch. Và trên cơ sở đó, thì tỉnh Điện Biên cũng giới thiệu các cái cơ chế chính sách để cho các doanh nghiệp, hiệp hội du lịch của tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị quản lý về du lịch quan tâm, để trên cơ sở đó thì có sự phối hợp, liên kết, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị của Điện Biên với Thanh Hóa. Hội nghị được tổ chức đã thu hút được đông đảo các hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp du lịch lữ hành, bởi đây là cơ hội giúp các đơn vị tìm hiểu đầu tư, tăng cường kết nối, liên kết và hợp tác để thúc đẩy phát triển du lịch giữa tỉnh Điện Biên với tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh thành lân cận. Ngoài ra còn tạo cơ hội để các đơn vị doanh nghiệp đẩy mạnh trao đổi thông tin, phát triển thị trường, xây dựng và khai thác các tour tuyến du lịch, tạo đà để kích cầu tăng trưởng khách du lịch đến với mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ anh hùng cũng như mảnh đất địa linh nhân kiệt xứ Thanh. Qua hội nghị này chúng tôi thấy rằng là cái cách làm và những cái nội dung giới thiệu quảng bá về du lịch của Điện Biên hết sức là chuyên nghiệp, bài bản, có một cái sắc thái riêng. Và tôi tin rằng là qua các cái hội nghị như thế này, những cái thông tin, những cái hình ảnh về vẻ đẹp tự nhiên, về con người, về văn hóa các cộng đồng dân tộc của Điện Biên sẽ được đến với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp làm du lịch. Thanh Hóa là được một trong những cái tỉnh được Điện Biên lựa chọn, thì cái này thì tôi thấy nó rất là tuyệt vời. Qua đây thì không những những đơn vị lữ hành như tôi mà những đơn vị khác nữa, không những trong tỉnh Thanh Hóa mà các cái tỉnh bạn hôm nay các đại biểu tham dự đấy, thì họ sẽ nắm được rất rõ. Đặc biệt bản thân thì công ty Đại Khánh nói riêng và công ty Nguyễn Gia nữa thì đã có nhiều tour rồi, thì chúng tôi lại nắm cũng khá rõ. Nhưng qua cái buổi hôm nay chúng tôi lại nắm rõ hơn, bởi vì ở một số những cái địa điểm có những cái loại hình du lịch mới, phát triển mới. Vâng, thì tôi thấy là qua đây thì các tỉnh bạn nói chung, trong đó có tỉnh Thanh Hóa nói riêng, đặc biệt các đơn vị lữ hành người ta sẽ biết đến nhiều hơn. Ngoài việc giới thiệu quảng bá tiềm năng thế mạnh cũng như các chính sách thu hút đầu tư về phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên Thanh Hóa, tại hội nghị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hai tỉnh Điện Biên Thanh Hóa đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2024-2026.